Bugatti Devo ra mắt thay thế người anh em Chiron, nhưng đã không còn giữ được vị trí số 1 về sức mạnh và tốc độ trong cuộc đua siêu xe. Cùng với đó là sự góp mặt của hàng loạt mẫu siêu xe mới. Remax với 4 động cơ điện của Citroën có công suất lên tới 1.914 mã lực và mô men xoắn 2.300 Nm. Hai bánh trước của Citroën có hộp số riêng. Mỗi bánh xe có động cơ điện riêng, cho phép xe di chuyển hiệu quả trên mặt đường trơn trượt, đồng thời chủ động quản lý sức mạnh cấp cho từng bánh xe. Remax Citroën có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 1,85 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 412 km/h, giúp Remax Citroën vào top những siêu xe nhanh nhất mọi thời đại, theo bảng xếp hạng của Top Gear. Hiện tại, Remax có kế hoạch chỉ sản xuất 150 mẫu Citroën, tất cả đều đã có chủ với giá bán 2 triệu đô la Mỹ một chiếc. Bugatti Devo sở hữu khối động cơ V16 8.0 lít quad turbocharged, sản sinh công suất 1.499 mã lực, bị giới hạn ở vận tốc 380 km/h. Điều này khiến siêu xe chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Cánh giá trung tâm và cánh giá sau trên Bugatti Devo rộng hơn 23% so với Chiron, cải thiện đáng kể hiệu suất phanh và lực ép xuống mặt đường. Siêu xe Bugatti Devo được đặt theo tên của tay đua người Pháp Albert Devo. Mẫu xe này được sản xuất giới hạn 40 chiếc trên toàn thế giới và đều đã có chủ sở hữu, giá bán vào khoảng 5,8 triệu đô la Mỹ. Hãng siêu xe Đan Mạch Zenvo với tham vọng tạo nên những chiếc xe có công suất khủng nhất thế giới đã cho ra mắt Zenvo TSRS. Siêu xe này sở hữu động cơ V8 5.8 lít với hai bộ siêu nạp, công suất 1.193 mã lực và mô men xoắn hơn 1.100 Nm. Với khối lượng khô chỉ 1.495 kg, khả năng nước rút của Zenvo TSRS từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 325 km/h. McLaren Speedtail có công suất 1.050 mã lực, là sự kết hợp giữa khối động cơ xăng và hybrid, giúp xe mất 12,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 300 km/h. Không giống như bất kỳ siêu phẩm nào từng xuất hiện, chiếc siêu xe mới nhất của hãng xe Anh Quốc sở hữu ngoại hình độc đáo và bố cục 3 chỗ ngồi lấy cảm hứng từ McLaren F1 huyền thoại. Xe được sản xuất giới hạn 106 chiếc với giá bán 2,6 triệu đô la Mỹ và đến tay khách hàng vào đầu năm 2020. Đây là siêu xe nhanh nhất trong dòng Ultimate Series của McLaren. Ferrari Monza được ra mắt tháng 9 2018 có hai phiên bản là SP1 và SP2. Cả hai phiên bản đặc biệt này mang cảm hứng thiết kế từ những chiếc xe đua Speedster của Ferrari ở thập niên 1950. Theo Ferrari, cả hai phiên bản đều sở hữu tỷ lệ công suất và trọng lượng lý tưởng nhờ kết hợp khối động cơ V12 6.5 lít đạt 800 mã lực, tăng tốc 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,9 giây với vận tốc tối đa vượt qua ngưỡng 300 km/h. Ferrari Monza chia sẻ khung gầm từ chiếc 812 Superfast, thân xe được thiết kế hoàn toàn bằng sợi carbon. Khối lượng của Ferrari Monza ở mức 1.500 kg và chỉ có một chỗ ngồi duy nhất. Lamborghini Aventador SVJ được sản xuất giới hạn 900 chiếc, trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên thế hệ mới nhất, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất 770 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa trên 350 km/h. So với Aventador SV, SVJ cải thiện 40% lực nén xuống mặt đường nhờ vào hệ thống khí động học chủ động Aerodinamica Lamborghini Attiva thế hệ mới, còn được gọi là ALA 2.0.
Lamborghini Aventador SVJ là sự đúc kết kinh nghiệm sản xuất siêu xe của Lamborghini, đã được kiểm chứng qua các phiên bản như Lamborghini Aventador SV và phiên bản hiệu năng cao Huracan Performante. Với những thử nghiệm trên trường đua quốc tế Virginia, Chevrolet Corvette ZR1 trở thành xe thể thao xếp ngang hàng với những chiếc siêu xe về mặt hiệu suất. Chevrolet Corvette ZR1 được trang bị động cơ tăng áp độc quyền LT5 với công suất 765 mã lực, tốc độ tối đa 341 km/h. ZR1 mới tăng khả năng bám đường nhờ việc cải tạo các khe hút gió và một cánh gió phía sau. Chevrolet Corvette ZR1 có giá 130.000 đô la Mỹ. Mẫu xe tiền nhiệm Aston Martin Vanquish là Aston Martin DBS Super Leggera, sở hữu động cơ V12 tăng áp kép 5.2 lít, công suất 735 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 160 km/h trong 6,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Các tấm thân được làm từ sợi carbon, giúp xe đạt khối lượng 1.800 kg, nhẹ hơn 72 kg so với DB11. DBS Super Leggera có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây. Giá bán của siêu xe Aston Martin DBS Super Leggera 2019 là từ 305.000 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ. Nissan GT-R 50 là phiên bản đặc biệt ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa hãng thiết kế Aito Design và GT-R. Trái tim của Nissan GT-R 50 là khối động cơ V6 3.8 lít tăng áp, công suất 722 mã lực, tốc độ tối đa 322 km/h. Vì được làm thủ công hoàn toàn nên thời gian cho ra lò một chiếc GT-R 50 khá lâu. Xe có giá bán 1,2 triệu đô la Mỹ, được giao đến tay khách hàng vào đầu năm 2019. Thành viên mới nhất nhà Ferrari là Ferrari 488 Pista được ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 2018 cùng với 360 Challenge Strada, 430 Scuderia và tới 458 Special. Hệ động lực của xe là động cơ tăng áp kép V8 3.9 lít twin turbo. Đây là động cơ mạnh mẽ nhất trong lịch sử với công suất 720 mã lực cho tốc độ tối đa 340 km/h. So với 488 GTB tiêu chuẩn, Ferrari 488 Pista nhẹ hơn 90 kg, khối lượng khô của xe chỉ dừng ở 1.280 kg. Bên cạnh đó, 488 Pista được cải tiến triệt để về hiệu quả khí động học, lấy cảm hứng từ 488 GTE hay xe đua F1.